vị với chúng tôi. U23 Hải Anh cùng với trẻ Jan Holm sẽ là những đội bóng ra sân trong khuôn khổ trận đấu đầu tiên của sân 4. Và trận đấu đã chính thức bắt đầu. Đây là trận đấu trong khuôn khổ ngày thi đấu. Trời hôm nay cũng đang có mưa nhỏ và cũng là một thách thức không nhỏ cho đội ngũ kỹ thuật. Chẳng may là trong quá trình xem có hơi giật lăn nhẹ nhẹ thì anh em thông cảm. Hiện tại bọn tôi còn đang ngồi trong nhà và không hiểu sao mất hết sóng nên chẳng may anh em có comment không đọc được thì anh em cũng lại thông cảm thêm một lần nữa. Rất nguy hiểm, bóng đã trúng vào cột dọc. Đó là lời đe dọa đầu tiên. Dọc mà thôi. Nhà ngược. Tình huống nhà hơi lỡ nhịp đồng đội. Sâu kim thành công 30.000. Nhưng chưa có bàn thắng. Tiếp tục là pha ra vào tốt của người gác đền bên phía Jan Holm. Đó là thủ môn tất thắng. Như vậy là pha quay chậm vừa rồi cho thấy đã nói thì chúng ta hãy cùng nhâm nhi tách cà phê này và chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Không biết là tách cà phê này có thể trở thành Coca hoặc rượu mạnh được không? Căng ngang, rất nguy hiểm. Đó là tín hiệu tích cực cho hàng công của cả. Các trận đấu của đội bóng đá U23 Hà Nội sẽ được diễn ra vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Trên sân bóng cường quốc, nỗ lực dứt điểm đáng khen. Hôm cũng là đội bóng rất quen thuộc với nhiều khán giả. Thủ của Hà Đông, thủ này cũng nhiều thủ của Hà Đông, rất nguy hiểm. Đó là một diễn biến giúp chúng ta tỉnh ngủ. Xuất phát từ một quả đá biên, bóng được đưa vào. Pha khống chế không tốt của hậu vệ bên phía Hải Anh. Và vừa nhắc đến Tuấn Leo, chúng ta thấy được nhả bóng rất hay, đây là cơ hội. Cơ hội cho Hải Anh. Rất tiếc là đã có một cái cú sút. Xác suất thành công của cú sút vừa rồi cũng không cao hơn tỷ lệ trúng Việt Lót là mấy. Khoảng trống nhưng cự ly cũng là rất khó để chờ đợi. Cầu thủ hai đội mở nút thắt. Thao Vi Đích dứt điểm rất căng, lộn xộn. Đã có cú quăng chân ở cự ly gần nhưng bóng lại của các đơn vị khác như Hoàng Lâm Sport, Giày Hòa Châu, Công ty Tin học Hải Anh, Bóng đá sân 7, Động lực Group và các đơn vị bảo trợ truyền thông. Dứt điểm. Đó là một cú sút khá có màu. Là kết quả không tồi chút nào. Nhưng không muốn nói là tốt. Rất là lướt. Nhưng rất tiếc là cũng không thể có đầu ra tốt hơn cho pha bóng vừa rồi. Tình huống xử lý của số 17 Văn Du người vào sân thanh người rất nguy hiểm. Rất nhiều khả năng hai bên sẽ dắt tay nhau rời sân khi mọi thứ vẫn đang ở trên vạch xuất phát sau gần 1 giờ đồng hồ tranh tài. Và như vậy là tiếng còi mãn trận đã vang lên, không có một giây bù giờ nào. Không đều, xin chúc cho hai đội có những trận đấu tiếp theo thành công. Và xin cảm ơn các bạn đã hỗ trợ chúng ta trong trận đấu khai mạc. Thu hồi bóng. Ngay bây giờ hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát để đến với lễ khai mạc của giải đấu và chờ đợi là trận thứ hai. Xin cảm ơn và sớm hẹn gặp lại, chắc chắn là vậy.